nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi? Tính là gì 34 dữ vậy? Trời ơi, khai man hả? Nhiều khi em lấy vợ về em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà, em đâu có cho. Em quánh tay, buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á. Dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm. Không. Các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sao đó, không bỏ em đi. Ơi bao lâu chắc chừng tháng hỏi hai tháng đẹp thì mình kể chưa không, gì không, kể đi không, không, cuộc tình của anh với em không hề đẹp, cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Dạ. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được gì 34 dữ vậy? Trời ơi, khai man hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nó thiệt cả là em với em nhỏ hơn. Bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Dạ, tụi em gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đính chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, không liên quan gì tới tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng một thì cũng chưa có để ý nhau lắm, lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng hai thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ánh đúng không? Vũ Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì cũng có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị thì quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa nhưng chưa. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ vậy. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà, em đâu có cho. Em quánh tay, buông ra. Là những ngày đầu. Chứ xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có đâu? Dạ, trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á. Dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá liền. Không, không liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó, không bỏ em đi. Ơi bao lâu chắc chừng tháng tháng hai tháng yêu đẹp sao? Thì mình kể chưa không, không kể đi không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp, cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói chuyện chuyện 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người tại chủ động sao? Chia tay đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại giờ em ghen quá mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác, những cái người con gái kia. Họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy, em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa, thì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im ra mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta phải đau ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Mọi người cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ, bị bắt cặp không? Không có lén phén.
Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chân, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Là rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó và nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Em yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 rồi. Vậy chi là cũng như là cũng cả năm trời. Cảm ơn, dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, dành cho việc chia tay đó. Và đến lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn, thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, mà lần em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi, anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian dở một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau đó em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời, như vậy là quá tốt rồi. Hay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình nó quá nhanh rồi, nhiều không? Nó nhanh quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi quyết định cưới luôn đi. Chơi, hách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn. Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em, thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi, đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó, em cũng giỡn giỡn nói nhiều quá giờ giảm không vậy đó, giờ em giảm không xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng sao không chở về nhà, em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha, cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh cũng chắc từ lâu cái sao lúc em vô phòng em đây chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi, mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi, ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em, ông trong cái tư thế mà chạy trốn rồi này, ông dù mà em có mét mè là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không ổn nha. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích đi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Em thường cái mua gì? Em xin chính những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh là anh mua một cái máy chạy bộ 20 triệu, gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn, trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo em dọn dọn nguyên một cái tủ áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun nhéo sơ mi ra sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc ra quần sọc, quần dài ra quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp là anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em ơi, bây giờ anh muốn lấy đồ gì, nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không? Để em đó, đợi xíu, luôn nè. Làm giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Yeah. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để lên kho. Đồ em tắm lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em nó nói là ghen.
ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen. Giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà giờ em không thích á, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó, đó là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì giờ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi, nhưng mà có những cái tính ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được, là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu, nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văn tứ tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ đi chợ nấu ăn hết, xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Ảnh á, anh dạ, anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em chứ em, rồi em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn rồi. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn ảnh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết, và em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài, em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt, mệt lắm. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gian. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là giúp cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha. Dạ con tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, hôm nay con 23 tuổi, con làm nội trợ. Con tên là Võ Thanh Tâm, con đang làm nhân viên kỹ thuật, hôm nay con 23 tuổi. Nói nghe nè, đừng có xưng bằng con tự nhiên thấy anh già lắm. Nói kêu bằng anh với chị đi, được không? Đồng ý. Dạ dạ được. Rồi hai con không. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Thì hôm đó là mùng 2 Tết, ông anh mới rủ là đi nhậu với ông anh. Thì nó lại mới gặp là chị ruột của ấy đang ngồi nhậu. Thì chị ruột của ấy mới rủ thôi giờ em về nhà anh chơi. Thì qua nhà ngồi chơi thì thấy hai chị em đi về, kêu giỡn hai đứa em của chị dễ thương quá nha, làm mai cho em đi. Thì hai mới nói không biết hai đứa em muốn lựa đứa nào mà lựa. Nói sao chị dễ vậy, em lựa hai đứa. Khi mà ngồi chơi vậy thì cô ấy mới lại ngồi gần, lúc đó chơi với bạn bè em thắng lớn quá em mừng, em nhảy qua em ôm của em hôn, quay qua tán cái tỉnh ngủ luôn, thức tới sáng. Tán cái tỉnh ngủ luôn hả? Thì tại vì mới quen lần đầu tiên mà ảnh ôm em thì em tán liền, phản xạ vô điều kiện vậy đó. Nếu như giờ mà kêu tán lại em dám cho để tán không? Vậy là em phải làm hồng lại đúng như rồi, vậy đúng rồi. Trời ơi tôi mừng quá bạn ơi. Lúc đó chị Hai mới kích em, chị Hai nói là bây giờ mày cua nó đi, mày cua nó được thì tao sẽ dắt mày đi ăn lẩu. Thì mình mê cái nồi lẩu chứ mình đâu có mê ảnh. Cũng vì nồi lẩu mình xin điện thoại. Thì tối ngày hôm sau điện thoại rủ đi chơi. Chở đi 3 lần vậy là hết được chở rồi. Tại bị gia đình phát hiện cấm không cho quen. Ba mẹ thì lúc đó khó lắm, không có cho quen bạn trai. Thì nhờ con nhỏ em thì hai chị em đi chơi chung. Em thì em đi chơi với anh này, còn nó thì nó đi chơi với ghệ của nó. Nó đi chơi ghệ nó thì ngày đó đó, hai đứa đang đi chơi thì nó mới giận bồn nó.
nó bỏ nó đi về. Về tới nhà ba em mới gặn hỏi hoài, thì nó phải khai thiệt tại vì ba em khó mà giữ lắm. Thì về thì bị quýnh một trận rồi không ra khỏi nhà, cắt liên lạc thì ông nào cũng bò qua tới nhà luôn. Đi anh đi xe, đi xe. Đi xe. Đi xe. Đi vô là gặp bác trai đang ngồi uống trà coi đá banh. Bác gái thì ngồi đó gót trà cho ông uống là biết là ông cũng có quy trong gia đình. Đi vô thưa hai bác, không nghe nói gì hết. Thưa hai bác cũng không trả lời. Nói thưa hai bác, ừ. Lần thứ ba mới ừ, xong quay lên coi đá banh tiếp. Ổng coi xong đá banh rồi mới nói chuyện mình. Tên gì, quen với bé chị được bao lâu, rồi đi làm gì. Em thiệt tình, em trả lời con tên Tâm, quen với chị được 3 ngày. Ở nhà ăn chơi game, con không có làm gì hết á. Khi nghe vậy á, bác trai không nói hết trơn, đặt cái ly xuống, rót cho em ly trà, nói con uống đi, uống xong, nói thôi con về đi. Em mới hỏi như vậy là làm sao bác? Mày suy nghĩ thử coi, mày quen nó, nhà mày đất nhiều không, hỏi chi bác, để ở không cạp ăn. Bác duyên dáng quá vậy nữa. Bác duyên dáng Việt Nam ghê. Rồi sao? Chứ là nói nhà con không có đất. Rồi nói vậy thôi, bác nói nhiều đó nãy giờ mày chưa hiểu. Nói bác nói rõ ràng cho con hiểu. Con dốt lắm. Con cũng nghĩ là để giỡn thôi. Ông mới nói thôi giờ bác nói rõ ràng, con không có làm gì ra tiền hết, mà suốt ngày con chỉ chơi game vậy, rồi quen với chị, rồi quen rồi thời gian, rồi cưới về, rồi làm gì ăn. Lúc đó không dám trả lời gì nữa hết, thôi lặng lẽ đi về. Cô ấy nói là giờ thôi để em đi xin việc làm cho anh đi làm. Xin cái gì? Xin làm bên công ty dài á, thì anh đi làm em phải đi canh. Cứ chốn mà đi chơi game không à. Làm 3 ngày thì nghỉ 4 ngày. Tội nghiệp vợ em lắm, sáng nào đi canh em đi làm. Rồi sao nữa? Thì anh cứ chốn anh chơi game hoài. Nếu mà 4 tháng sau bị đuổi luôn. Chuyện quen hai đứa cũng vẫn còn lén lút, nên trước cái ngày bị đuổi á, tranh thủ chạy qua nói bà bây giờ có hai đứa con muốn đám cưới. Tại vì nếu mà giờ đùng ra mà em mà bị đuổi, ông đâu cho đám cưới. Em phải tranh thủ làm liền. Tranh thủ trước ngày bị làm mẹ mà nói chết. Là chạy về nhà nói với ba mẹ. Ba mẹ nói mày nói chơi, nói thiệt. Nói thiệt. Thiệt hả? Hỏi mấy lần, nói thiệt cưới đi. Rồi lúc đó là gia đình bên vợ có chịu không? Đồng ý. Tại vì là này, qua nói dốc. Gạt là con đi làm. Dạ, không ăn chuyện làm. Mặc áo công ty mà. Mặc áo công ty đàng hoàng, đeo đảng tên đi vô bác. Con qua chơi. Cái ổng gặp nói nào vậy, cái nói con Tâm bác ơi, bây giờ thời gian con cũng giấu bác, con cũng quen với bác Hồng vậy đó. Rồi giờ thôi bác cho hai con tiến tới hôn nhân luôn. Hai bác mới kêu muốn gì thì kêu ba mẹ con qua đây nói chuyện. Trước khi hai đứa tính là em phải bắt ảnh làm cái bản cam kết, phải hứa là phải đi làm mới cưới. Nhưng mà sau khi đám cưới thì là bao lâu thì em bị đuổi? Trong thời gian đó là bị đuổi. Nói chung là dán nó đóng thuyền rồi anh ơi, chẳng lẽ đuổi em về. Bao lâu thì ba mẹ vợ em là biết em bị đuổi? Chắc giờ lên chương trình mới biết. Giờ là chương trình. Ủa bây giờ chưa biết luôn á. Lộ bí mật rồi. Tức là bây giờ còn đi làm không? Sao đám cưới là em phải đi xin việc làm chồng trong gấp luôn. Khi mà viết tờ cam kết là bắt đầu đi làm từ đó đến nay luôn. Mà giờ mê làm hay còn mê game? Không, bây giờ bỏ game rồi. Mê coi siêu nhân. Siêu nhân Gao, siêu nhân Cuồng Phong hay là... Không nhận em yêu thích những nhân vật mà nó như trưởng thành ghê. Vậy là con được mấy tuổi? Dạ 1 tuổi. Nó có mê siêu nhân giống hai con? Cũng không lại vợ em đâu. Là sao? Hai miệng mà cãi không lại miệng. Đầu đĩa mở lên, con với ba nằm coi. Vợ về cầm remote 47, 36 là phim Việt Nam không? Con quay qua khóc, khóc quá trời khóc. Nói coi siêu nhân giờ nào con không được. Phim này lâu lâu mới chiếu một lần. Lâu lâu chiếu một lần mà thuộc lời. Tập chắc coi 4 lần. Nói nghe nè, rồi hai bạn là ở đâu? Dạ. Cưới thì ở bên vợ. Rồi bên cưới vợ được khoảng 1 năm là về bên lại bên em ở. Em ở bên nhà vợ 1 năm. Anh hỏi nha, nhà bên vợ em á thì có bé chị với em, có bao giờ em lộn bé em thành bé chị không? Chừng ngồi dưới nó cười em. Chừng ngồi dưới cười. Không mà thiệt. Bé em mặc đồ của vợ em nằm trên võng. Nghĩa là lộn và xộn luôn đúng không? Em chạy thẳng lại cái võng. Em lôi cái người của bé em ra nè. Em ôm lại nè. Em nói vợ anh về rồi. Giật mình nhìn lại. Bé em rồi em bỏ chạy ra vô phòng em nằm luôn rồi. 1 tháng trời em không dám nhìn mặt em của em, vợ của em. Về kể cho vợ nghe.
Dạ ơi, không biết suy nghĩ sao chứ chọc quê em cả tháng nè. Dạ, nhưng mà bé em nó có phản xạ nhanh như là như là bé chị á? Dạ không, im lặng chắc nghĩ là anh dễ lỡ, anh dễ lỡ lỡ nhầm. Cho bé em hiền hơn bé chị đúng không? Không, bé em dữ hơn mấy chị. Mà sau khi lấy về rồi có thấy sự khác biệt gì ở vợ mình không? Dạ có nhiều lắm. Lúc mà quen á thì hiền quá, mà qua ở bên vợ là ngày nào cũng ăn hiếp, nói là bắt em phải nghe, em không nghe là giận nè, tự tử. Chắc con viên bị nhiễm hay sao biết, mà hung dữ dữ lắm, không có đường nào mà cãi lại chân, nói tiếng là cãi một tiếng. Mình suy nghĩ mình cũng ở bên vợ mà giờ lớn tiếng cũng đâu được, nên đành nhịn luôn tới giờ rồi thành quen. Rồi bây giờ về bên em cũng vẫn vậy luôn. Tội nghiệp quá. Trời ơi, rồi lúc mà hai chồng lấy nhau chồng có say nắng ai không? Dạ, như lúc đó em đẻ em bé được 5 tháng, quen được nhỏ bán quán cà phê, về nói là anh nằm mơ anh thấy anh quen nhỏ đó đó, nó tên Hương. Thì em cứ nghĩ là nằm mơ không mà thiệt ra là có. Vì em đi uống cà phê thì thực chất nhìn con thấy con bé nó cũng dễ thương, mà nói ra dễ thương vợ em. Xa lắm với không có tới. Nói chuyện vậy khi tính vợ cũng cọc cằn. Cảm giác lúc đó cũng buồn lắm, cũng quen. Thế thời gian đó có ông anh, ông mới điện lên, ông nói tao với chị hai mày mới ly dị. Rồi hỏi giờ cháu nó sống sao, nói giờ nó sống với bà nội nó. Lúc đó mới suy nghĩ, nói giờ lỡ mà đổ vỡ ra, hai chồng ly dị ra rồi con mình nữa. Tính là nói thiệt mà không dám nói thẳng. Nói me me, không chịu động não. Trên đường thì hôm đó đi mua sữa về cho bé, có cái tin nhắn nói là em nhớ anh quá. Giờ em coi mới đùng lên là về là ghen. Vậy em chửi em, anh quen nói là anh cho tôi biết. Tôi cho biết rồi, ta không chịu để ý. Rồi lúc đó em sao? Tự mình chọn thì tự mình chịu. Tức quá thì chửi, chửi ông đó. Bây giờ anh đâu có quen nữa. Anh tự anh bẻ cái sim của ảnh. Thời gian sau thì không có cái vụ đó nữa. Mà qua khác là nhậu. Đến nữa mà con nằm bệnh viện, gọi đi, cứ việc đi, bỏ luôn. Có lần nào mà em bị vợ em tìm đến bàn nhậu không? Dạ có. Trận đó là trận chiến lịch sử luôn á. Đánh lớn lắm á. Có lộn với bạn nhậu hả? Không, thì em đang ngồi nhậu với ông anh. Thì lại nhậu với cái quán là của bạn của vợ em. Vợ điện thì không dám bắt máy, tại vì bắt máy lên vợ chửi anh nghe quê. Cái con bé ở quán nó thấy, nó nói sao vợ anh điện anh không chịu về. Không biết ai xui khiến chị ra, chị lấy điện thoại điện vợ em qua. Đi vô là cầm nguyên cái bàn của em nè, lật lên rượu chàng gì nó bay vô mình anh em của em mà. Thôi anh ơi về, giờ đang nóng rồi để với mai nói chuyện. Tại vì lúc đó nóng quá, con thì bệnh mà điện hoài không muốn nghe máy. Thì con nhỏ bạn điện, chồng mày đang nhậu bên đây nè. Tính tức của em đi lại, em không biết làm gì thì em hất lên. Rồi em bỏ anh đi về, đêm nằm mình suy nghĩ sao mình làm gì cũng quá chớn. Qua ngày hôm sau em điện thoại em xin lỗi của anh của ảnh. Cú đó là Tâm quá hay luôn, cái lúc đó mà Tâm mà lên cơn điên lên nữa là... Quất cái chèm em luôn. Rồi bây giờ là em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bạn bè gọi tới đừng có bỏ đi nữa. Có nghĩa là vợ con là số 1. Tâm thay đổi được không? Dạ. Rất nhiều tấm gương sống sáng để cho mình soi á. Khi mà vui, khi mà khỏe mạnh á, bạn bè là trên hết. Dạ đúng rồi. Mà khi mà gặp chuyện gì xảy ra có mình con vợ mình kế bên, không có ai hết trơn. Cái lúc mà mình bệnh, mình đau hay là mình đi nhậu, mình có chuyện gì đó. Dạ. Đúng không? Còn em không muốn vợ em thay đổi cái gì? Đừng ăn hiếp em nữa hả? Không ăn hiếp là chết. Không được. Thôi bây giờ vậy đi, hai vợ chồng vậy nè, lo cho con cái xong xuôi rồi đứa chơi bia ngồi nhậu coi phim truyện Việt Nam. Dạ. Rồi không, một tiếng coi hết cái bộ phim chuyển qua chơi siêu nhân đúng không? Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Dạ được. Quyết định vậy đi. Dạ. 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 Rồi xin cảm ơn em. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh được. Của mình chưa được ha. À, level của anh ở số 1 thôi. Thôi mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này chắc em tặng nhanh Quốc Thuận một khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ô trời ơi, được, để ok. Anh đồng ý liền. Cho mình đồng ý cho liền. Mình bớt giận. Dạ. Rồi, dạ. Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì dạ. Rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Dạ. Và nói bằng tiếng Anh, dạ. Đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình, dạ. Và có nụ hôn đầu tiên à. Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá. Mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học. Rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài. Kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ
nắm thì nắm đi, còn nói câu anh Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Ừ, nắm đi không? Không, dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng, rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp dạ, phim. Đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Không, lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô cái là ảnh hôn luôn. mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chị đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, lúc mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình, hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay, anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, anh đi công tác bằng em nhé. Thì cái những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau, phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương đối. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em xem không phải, tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, hợ chinh nhau 9 tuổi, quan điểm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng.
màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng hồng tươi, tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn, và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn, lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng đủ mùi đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì 2 năm từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Những nguyên nhân trầm trọng. Thực sự là lúc em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò một người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO, tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về cái doanh nghiệp bây giờ đó, dạ, về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi, mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020, khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt, là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em nó đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng. Thì đó là một chiến lược rất hay, cho nên học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và... 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm le nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào, mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy, bây giờ cô cứ sống như này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ 2 ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa, mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà, áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào, bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong, khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng, thì một khoảng thời gian sau qua Tết á thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, là anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng, thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu, cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá,
cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn, kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được, nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này, hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà cứ cãi vã nhiều vô đi, và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này, gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó câu chuyện tài chính kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi, bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình, và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa, em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi, em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em đó, có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn, Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy, rồi mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, hôm nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại có thể là có xỉu đó, cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chứ? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi, 24 mà đã tự lúc đó thì có 22, 23 mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới Yeah. có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á có tự làm được không? Thật ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì sao? Em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Tôi sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé. Thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch
nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài thì tập đi tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 3 tháng, 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu thì trời. Đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm, thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài, tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa, mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó, mà máu tươi luôn như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi ơi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Ồ, trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cơ? Dạ là Novalac của Úc. Của Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình nói, gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có, Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Của Pháp, Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Đó, và cũng phải loay hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ bây giờ rất là nhiều các loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này. Mẹ em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ. Chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á thì em chọn, em nói với bác sĩ á là cho em vô em đỡ sinh với vợ, là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại vì vợ may mắn sinh thường, và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng, và bây giờ này cứ tầm 4:30 sáng Yên thì em nó dậy rồi, tại nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya. Thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà.
Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thực sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói hoài đó, nói hoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa, nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói á, mẹ vợ lúc mà cưới á thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó thì may mắn em lên em nói là mẹ ơi cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội nhà vợ mẹ em á, thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với nhau, chăm bé với nhau. Cho nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên. May mắn là ủa, ông chồng quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải, mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc là đi bất cứ ở đâu ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, em không biết vì sao là. Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Mà ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc. Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, giờ... 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Thì đó để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thôi. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng 10 cái chiếc lẻ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó, anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là chị phải bắt chước đôi. Một tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Ba màu cơ bản, đúng rồi. Sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không mua giới xịn đâu, dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có lần hai lần. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm em ơi. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba lắm. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không?
à, vụ ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Ừ. Giờ còn thứ hai, cái thứ hai đó là rất khô khan. Khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ dạ, mềm yếu, dạ, đúng không? Ừ. Dạ, anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận nè, nhận mà cũng không có chờ. Dạ, có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. À, em đang học trong trường á, thì có shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của ảnh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng là vợ, bạn gái dành còn dư một cái tặng cho em đã tốn tiền dễ mua. Sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá, đẹp mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua cái đó, cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Không phải, nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó, dạ, là gửi gắm cái tâm, dạ, hồn của trước của câu mình. Chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nói lắm. Rồi, thôi cũng phải ước ác, tương lai là phải ước ác chút xíu. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À, còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy, cũng phải đủ ba món, ba cái loại như vậy mỗi ba loại rau. À, chứ không, còn một loại rau mà ba món được không? Dạ không, phải có rau luộc, phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào đồ đó. Thì đó, dạ, mới nói là một loại rau mà ba món được không? Dạ, thì hay là phải ba loại rau? Ba loại không rau có ngán nha. Ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó đó em luộc, em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong, dạ, trong cái nồi đó các thứ, dạ, là được món canh, canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào, chứ cũng không ăn dạng xà lách nữa em. Thì hiện đại hơn được, ăn xà lách trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ đúng, đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo, chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho luộc khách sạn. Còn nếu là có bữa nào mà không có rau thì ổng thì sao? Dạ có thì phải vô quán ăn, phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó. Không có rau ăn không được, đúng chưa? Rồi. Dạ. Cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được á. Đến nỗi xấu đó, không đến nỗi đó. Ừ. Không là sao đào sao đớn. Đâu bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè. Cổ nè, sao nè? Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi. Và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi. Khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á, thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm. Nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn. Chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn. Trong tất cả mối quan hệ xã hội em thẳng quá. Em nhận ra như vậy, nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ, nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á, thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc em đề. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ lạc là mình đề mà lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm có nghĩa là em không thích, thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em là anh ơi mình mua này được không, mua nào được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con,
lo lắng gia đình và em mong muốn á là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc rồi để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết, tại vì cô tóm gọn lại là không có lỗi, không có tật xấu đúng không? À, hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Trời, sao chị hay quá vậy? Có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao không có la con không? Thì bạn này bạn thích la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết mà. Nói vậy không phải la. Nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Thì em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Ý không không? Em nói em 12 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng rồi, lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la nó ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không, em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật ra bà la trong cái hoàn cảnh đó thì cũng thông cảm cho bà. Dạ. Đó có 2-3 giờ khuya bà mệt nữa. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ. 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua, Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á, là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kiểm thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng chị. Thành ra là bây giờ á mình có 2 đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất hay là quá. Thật lòng. Đó. Thì sự em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõ ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dính đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua phòng khác và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu. Còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ quá, anh nói em nó nặng thế quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn tôi rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên đến lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới
mới lớp 2 à. Đó, thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè. Cho sự nghiệp chứ, cho sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Rồi, cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ chồng son. Em nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn, bạn sống cho gia đình hay không bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi cảm ơn hai chồng. Cảm ơn.